Thưa quý vị và các bạn, tăng cường sinh lực là nhu cầu và mong muốn chính đáng của các đấng mày râu. Hiện nay trên thị trường đã có rất nhiều sản phẩm hỗ trợ nam giới trong vấn đề khó nói này. Tuy nhiên, nhiều quý ông lại ham rẻ mà sử dụng các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, thậm chí có trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì dùng phải sản phẩm có chất cấm. Vậy làm thế nào để tăng cường bản lĩnh phái mạnh, vừa an toàn hiệu quả lại hợp lý chi phí? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau. Hiện nay, thị trường đã xuất hiện tràn lan các sản phẩm được giới thiệu là tăng cường sinh lực, nhưng rất nhiều trong số đó là sử dụng chất cấm nhằm giúp các quý ông đạt hiệu quả tức thì. Sau khi sử dụng các sản phẩm này, nam giới phải đối mặt với các tác dụng phụ như đau đầu, chóng mặt, nặng hơn là khả năng cương dương tự nhiên bị rối loạn và nhiều trường hợp phải cấp cứu để khắc phục. Chúng ta biết là trước một cái tình trạng suy giảm sức khỏe tình dục nam giới ngày càng tăng trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Về suy giảm về số lượng, chất lượng tinh trùng cũng suy giảm về các cái giảm ham muốn v.v. Thế thì có trên thị trường có rất nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược để hỗ trợ cho sức khỏe nam giới. Thông thường chúng ta dùng dưới dạng viên tế từ y học cổ truyền từ xa xưa, rồi sau này là chế thành các viên nang, viên nang cứng, nang mềm v.v. Trên thị trường Việt Nam có xuất hiện những cái dạng sản phẩm mà dưới dạng viên sủi. Thì chúng ta biết rằng viên sủi, ví dụ chúng ta uống viên C sủi chẳng hạn, hoặc là các viên Panadol sủi, thì tác dụng của nó là nó hấp thu nhanh hơn để nâng cao cái hiệu quả của cái thuốc đó, cái sản phẩm đó, thành phần đó. Vừa qua, các nhà khoa học Nhật Bản phối hợp với chuyên gia y học cổ truyền Việt Nam đã cho ra mắt viên sủi Zector với công thức độc đáo khi lần đầu tiên phối hợp được tăng phiêu tiêu, hay còn gọi là tổ bọ ngựa, vào việc hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới. Sản phẩm đã được các chuyên gia đánh giá cao và thị trường đón nhận. Ở đây là tan phiêu tiêu, chúng ta kết hợp với phối ngũ với những vị thuốc khác về y học cổ truyền để chúng ta đưa ra một cái công thức mà dựa vào lý luận y học cổ truyền và đồng thời nó được hiện đại hóa bởi các cái thành tựu của khoa học y học hiện đại. Chúng tôi cho rằng đây là một cái xu hướng rất là tốt, ở chỗ là chúng ta vừa góp phần hiện đại hóa y học cổ truyền nhưng đồng thời thì chúng ta cũng khẳng định thêm cái vai trò và tác dụng của thuốc y học cổ truyền, đặc biệt là cái y học bản địa hiện nay của chúng ta. Với những nghiên cứu kỹ càng trước khi ra mắt, sản phẩm Zector đang dần khẳng định được vị trí của mình trong lòng người sử dụng. Gần đây, chúng tôi liên tục nhận được phản ánh từ phía bạn đọc về một sản phẩm viên sủi giúp tăng cường sinh lực nam giới với tên gọi Zector. Vậy sản phẩm này có điều gì đặc biệt và những người tiêu dùng có nhận xét như thế nào? Hãy cùng theo chân nhóm phóng viên của chúng tôi để tìm hiểu rõ hơn về Zector thông qua đoạn phóng sự sau. Tăng cường sinh lực, nhu cầu không thể thiếu của đàn ông hiện đại. Thế nhưng, quan niệm Á Đông khiến nhiều nam giới không dám thổ lộ khi gặp vấn đề, dẫn tới nhiều người lựa chọn sử dụng các phương pháp không an toàn. Nhiều trường hợp nhập viện do sử dụng sản phẩm cường dương cấp tốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Viên sủi Zector được ra đời trong năm 2019, đánh dấu hơn 8 năm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các nhà khoa học Nhật Bản. Đặc biệt, trong Zector chính là lần đầu tiên trên thế giới chiết xuất được bọ ngựa và tổ của chúng trong dạng viên sủi. Thành tựu khoa học này đã nhận được đánh giá cao từ các nhà khoa học trong và ngoài nước. Sản phẩm là gồm những cái thành phần hoàn toàn tự nhiên, cho nên các sản phẩm mà tự nhiên thì nó không bị kháng thuốc, không bị gọi là dị ứng nhiều, và cái thứ hai là không nhờ thuốc và hiệu quả thì lại đạt được cao. Thế và cái thứ ba của sản phẩm tức là cái công nghệ sản xuất lại là dưới dạng viên sủi, cho nên nó dễ hấp thu và nó không bị phá hủy nhiều. Thế cho nên đấy là với cái kỳ vọng của nó, và tôi hy vọng nó sẽ là những cái sản phẩm mà sẽ phát triển mạnh. Với hơn 20 năm kinh nghiệm về nam khoa tại nhiều nước trên thế giới, tôi nhận thấy Zector là sản phẩm hoàn toàn khác biệt và độc đáo. Điểm đáng chú ý nhất là bởi các nhà khoa học Việt Nam đã ứng dụng thành công được công nghệ tỏa đích về điều chế tăng phiêu diêu thành dạng viên sủi giúp hòa tan trong nước, hấp thụ nhanh và hiệu quả lâu dài. Với chất lượng và uy tín đã được khẳng định, viên sủi Zector đang ngày càng có chỗ đứng và được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận. Theo công ty OG Việt Nam, đơn vị độc quyền phân phối Zector tại Việt Nam cho biết, sản phẩm sẽ nhanh chóng có mặt tại Thái Lan, Philippines và Hàn Quốc trong thời gian sắp tới. Chúng ta cùng hy vọng một sản phẩm made in Việt Nam sẽ chiếm lĩnh và tạo tiếng vang trên thị trường thế giới. Kính chào quý vị, hôm nay thứ ba ngày 3 tháng 12 năm 2019, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Áp lực cuộc sống, căng thẳng stress và môi trường ô nhiễm chính là nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy giảm sinh lực nam ngày càng gia tăng. Các nhà khoa học Nhật Bản đã phối hợp với các chuyên gia y học cổ truyền Việt Nam vừa ra mắt viên sủi Zector với những nghiên cứu kỹ trước khi ra mắt người tiêu dùng.
Công nghệ sản xuất lại là dưới dạng viên sủi, cho nên nó dễ hấp thu và nó không bị phá hủy nhiều. Thế cho nên đấy là với cái kỳ vọng của nó, và tôi hy vọng nó sẽ là những cái sản phẩm mà sẽ phát triển mạnh. Ngay sau khi ra mắt, đã nhận được sự tin tưởng, quan tâm sử dụng của không chỉ các nam nghệ sĩ mà còn có cả các chuyên gia nước ngoài. Điều này đã khẳng định được chất lượng và hiệu quả của viên sủi Jetstar. Jetstar が実はここにあるんですけど、この商品になります。こちらがまあそうですね、サプリメントにはなりまして、まあ朝すっきり起きれたり、夜の寝つきがすっきりしたり、まあ昼も夜も頑張りたい方におすすめできる、まあタブレット型の簡単に飲めるサプリメントです。あ、Jetstar ですか。Jetstar ですけれども、この製品は男性用の精力剤でとても健康になります。これを飲むと夜の生活も安心です。まあこれを今回買いに来まして、で友達にも買って帰ろうと考えています。Với chất lượng và uy tín đã được khẳng định, viên sủi Zetter ngày càng có chỗ đứng và được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài nước đón nhận.